Vòng tam hợp quý nhân gỗ tử đàn, hợi, mão, mùi, cho tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Pháp khí chiêu tài chiêu quý nhân. Tam hợp quý nhân là yếu tố quan trọng trong 12 con giáp, sử dụng tam hợp địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc và quý nhân trợ giúp là sự khác biệt trong vòng tam hợp gỗ tử đàn, giúp tăng cường khí hộ thân, sự ngưng tụ khí đó còn đem lại may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và tài lộc cho gia chủ. Phối hợp tam hợp theo tuổi của thập nhị địa chi năm sinh, còn gọi là minh hợp hay quý thần hợp khí, là vô cùng tốt lành trong phong thủy cải mệnh. Vòng tam hợp gỗ tử đàn cho tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 được chế tác từ gỗ tử đàn kết hợp với ba linh vật tam hợp địa chi, hợi, mão, mùi, được khắc trên đá mã não đỏ bằng mực vàng thần tài. Các nguyên liệu kết thành vòng tay gỗ tử đàn tam hợp đều là những bảo vật quý trong nhân gian, trong đạo Phật cũng như trong phong thủy. Trong đó, gỗ tử đàn là một trong những loại gỗ quý nhất thế giới. Gỗ tử đàn được mệnh danh là vương mộc trong các loại gỗ, vua của các loại gỗ bởi chúng sinh trưởng chậm, vài trăm năm mới trưởng thành và hưởng tinh hoa trời đất, khiến cho loại gỗ này càng trở nên quý hiếm hơn, thường được sử dụng để chế tác tượng Phật, các pháp khí sử dụng để trừ tà, hóa sát. Bộ ba linh vật tam hợp hợi, mão, mùi được khắc bằng mực vàng thần tài trên đá mã não đỏ, giúp tăng cường khí hộ thân, đem lại may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và tài lộc phú quý cho gia chủ. Theo phong thủy, đá mã não đỏ chính là biểu tượng của sức khỏe, mang lại sự sung túc và trường thọ. Với ý nghĩa là loại đá hộ mệnh, mang theo đá mã não đỏ bên mình như mang một lá bùa may mắn và hạnh phúc cho con người. Vòng tay tam hợp quý nhân gỗ tử đàn được khai quang, chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một vòng phong thủy hộ thân cho riêng bạn. Sản phẩm được thiết kế hòa hợp theo tiêu chí bình an, linh phúc, trợ thần hộ mệnh, phúc chủ nên sử dụng thường xuyên để có quý nhân phù trợ, mọi sự cát tường như ý. Vòng tay tam hợp gỗ tử đàn, hợi, mão, mùi được phong thủy Thạch Linh hỗ trợ khai quang, trì chú vật phẩm và miễn phí giao hàng tận nhà. Quý khách thỉnh vật phẩm theo 3 cách sau. Cách 1, để lại họ tên, số điện thoại, năm sinh dưới phần bình luận để được tư vấn miễn phí. Cách 2, liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 091-199-8682 hoặc 0986-707-892. Cách 3, đặt hàng trực tiếp tại fanpage Facebook Phong Thủy Thạch Linh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video vật phẩm phong thủy tiếp theo.